Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-xu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-xu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giê-xu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giê-xu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Suy niệm. Không có dân tộc nào say mê luật như dân tộc Do Thái. Người Do Thái đặt ra đủ thứ luật. Họ giữ luật một cách cặn kẽ chi li. Họ học luật ngay từ khi còn nhỏ. Họ đeo cả lề luật trên trán, trên tay. Nhưng vì quá say mê luật nên họ bị luẩn quẩn trong một mớ bòng bong, không còn biết đâu là luật quan trọng, đâu là luật bình thường và phải giữ luật như thế nào cho đúng. Hôm nay, nhân một thắc mắc rất hợp lý, Chúa Giê-xu đã giải thích cho họ những điểm then chốt trong lề luật. Đó là luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Trước hết là mến Chúa. Thiên Chúa là độc nhất vô song. Đây là một chân lý nhưng nhiều khi bị lãng quên. Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Ngài là đấng duy nhất cao cả, không ai có thể sánh bằng. Ngài dựng nên muôn loài muôn vật. Ngài là nguồn mạch sự sống của muôn loài muôn vật. Ngài là mục đích của muôn loài muôn vật. Vũ trụ chỉ tồn tại trong Ngài. Vì thế ta phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đó là điều phải làm. Tuy Thiên Chúa là Chúa tể mọi loài, quyền uy vô song tuyệt đối, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa rất mực yêu thương. Ngài ban cho ta sự sống. Ngài nhận ta làm con của Ngài. Ngài cai quản vũ trụ không bằng quyền uy nhưng bằng tình thương. Ngài là người cha luôn yêu thương con cái. Ngài mong muốn ta đáp lại bằng tình yêu mến Ngài. Yêu mến Thiên Chúa không những là điều công bằng và hợp tình hợp lý, mà còn đem lại cho ta sự sống và hạnh phúc. Thứ đến là yêu tha nhân. Chúa bảo yêu tha nhân như chính mình. Leon Bloy nói: Bạn sống như thế nào đối với người bạn thân của bạn mỗi ngày? Kính trọng hay khinh khi? Nào bạn không biết rằng Đức Kitô ở giữa mọi người. Ngài đảm nhiệm tất cả, gánh chịu tất cả, đau khổ vì tất cả. Bởi thế, xúc phạm đến một người là xúc phạm đến Ngài. Hạ nhục một người là hạ nhục chính Ngài. Nguyền rủa một người là nguyền rủa chính Ngài. Giết hại một người là giết hại chính Ngài. Thiên Chúa là đấng vô hình, vô tượng, ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa,
điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu người. Yêu người là bằng chứng yêu mến Chúa. Và còn hơn thế nữa, yêu người chính là yêu Chúa. Vì Chúa đã tự đồng hóa với con người, với những người bé nhỏ nhất trong xã hội. Điều này chính Chúa Giêsu đã công khai minh định. Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi giúp đỡ một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thành ra, hai giới răn chỉ là một, đó chỉ là hai khía cạnh của cùng một giới răn. Như vậy, qua lời dạy hôm nay, Chúa muốn cho ta hiểu rằng tình yêu là quan trọng nhất. Albert Camus, một nhà văn lớn của Pháp, tuy không có tình cảm gì mấy với Chúa Giêsu, nhưng ông cũng đã nói một cách rất chân thành: nếu tôi phải viết một cuốn sách về luân lý, thì cuốn sách ấy sẽ dài 100 trang, mà 99 trang để trống. Trên trang cuối cùng, tôi sẽ viết: tôi chỉ biết có một nghĩa vụ, và nghĩa vụ đó là yêu thương. Sau khi đọc câu "Ách của ta êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng", người giám thị của một ngôi trường truyền giáo quay sang hỏi các học sinh: ai có thể nói cho tôi biết ách là cái gì? Một bé gái nói: thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ của những con vật. Sau đó cô giáo hỏi: vậy ách của Thiên Chúa nghĩa là gì? Tất cả học sinh đều lặng đi trong giây lát. Duy chỉ có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời: thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng trên cổ chúng ta. Còn niềm an ủi nào lớn hơn? Cũng qua lời dạy hôm nay, Chúa muốn giúp ta xây dựng một thế giới mới chan chứa tình người. Mẹ Teresa kể: khi tôi thăm Trung Quốc vào năm 1969, một vị đảng viên cộng sản cao cấp hỏi tôi: thưa mẹ Teresa, mẹ nghĩ thế nào về người cộng sản? Đó là một người con của Thiên Chúa và là người anh chị em của tôi. Ồ, mẹ nghĩ tốt về chúng tôi, nhưng từ đâu mẹ có được ý nghĩ ấy? Từ chính Thiên Chúa. Thế giới còn chiến tranh, xã hội còn nhiều bất công vì con người chưa tuân giữ luật Chúa. Nếu mọi người biết yêu mến Chúa và yêu mến nhau, thế giới sẽ tươi đẹp, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Cha Volmi quả quyết: chúng ta chỉ thuộc về Đức Kitô khi thuộc về người khác. Cách chúng ta sống với tha nhân phản ảnh thái độ đích thực cách chúng ta sống với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa và yêu mến Chúa.